Hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về tớp những loại cây giống to, cây giống lớn của bên trung tâm cây giống đang chuẩn bị đi giao cho chủ đầu tư nha. Cái cây mà bên Ly đang cẩu lên xe là cây xoài tím Ngọc Dân nha. À, trên cây nó đang có một trái. À, trên cây nó đang có một trái giống như thế này ha, trái to lắm nha. Trái này là già rồi. Cây to giống như vậy thế này là được 3 năm tuổi rồi nha. À, được 3 năm tuổi rồi thì cây nó mới bắt đầu cho trái giống như thế này ha. Ly chỉ dưỡng lại một trái thôi, dưỡng lại một trái như thế này. Còn nếu như mà mình trồng thì trái nó sẽ sai hơn nữa nha. Rồi cây tiếp theo là cây mãng cầu sim ha, mãng cầu sim còn gọi là mãng cầu gai á, cây to nha. Đó. Cây to giống như thế này nè, cây này thì cao khoảng 3 mét ha, cây cao 3 mét. Mãng cầu sim, mãng cầu gai thì ăn cũng rất là ngon nha, trọng lượng trái to. Chúng ta cũng có thể là xay sinh tố ăn được nè, hoặc là ăn trái tươi trực tiếp, hoặc là chúng ta làm trà mãng cầu ha, hoặc là lấy trái mãng cầu già chúng ta hấp ăn cũng rất là ngon nha. Chế biến theo tùy sở thích của mỗi người khác nhau. Rồi cái bên nữa là cây hồng đen sô cô la. Cây hồng đen sô cô la này, cây này lớn rồi. Cây này được 3 năm tuổi rồi. 3 năm tuổi ha. Đó. Đi giao cho chủ đầu tư luôn nè. Một cây. À một cây. Rồi cái bên nữa là có cây bòn bon. Bòn bon này là chưa có khách nha, nhưng mà Ly sẽ giới thiệu cho quý bà con chúng ta luôn. Cây bòn bon này thì trên cây nó đang có hoa có trái giống như thế này nè. Đây là những cái chùm trái của cây bòn bon, nó còn nhỏ nha. Khi nó lớn hơn thì trái nó sẽ to hơn nha. Trái nó to dần. Đó. Cây này nhiều trái lắm, bòn bon thì trái nó sẽ ra trong thân giống như thế này nè, trái sum xuê luôn. À, trái sai lắm, bòn bon Thái Ly cũng thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta cũng rất là nhiều lần rồi. À, trọng lượng trái to nè, ít mũ nè ha. Đó. Đây quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Đây là cái hoa nhỏ của cây nè. À, những cái chùm trái này ha. Cây này là cây to nha, cây to cây cỡ lớn của bên trung tâm cây giống nè. Chiều cao là cao khoảng 4 mét luôn. Rồi cái bên có cây bòn bon nữa, cây bòn bon đó thì chưa có trái nha. Cây đó thì chưa có trái. Rồi, bên đây thì có nhãn, nhãn thì Ly có nhãn lông tím nè, nhãn sùng tím trên cây nó cũng đang có hoa chuẩn bị tượng thành trái rồi. À, nhãn sùng tím, nhãn lông tím, nhãn lông phụng châu, hoặc là nhãn ghép hai bo, nhãn sùng cơm vàng ha, nhãn sùng hạt tiêu, nhãn tiêu ngọc phong nè, nhãn phát tài nè. À, rất là nhiều loại nhãn luôn. Rồi bên trong thì có quýt đường cây to, cây lớn đang có trái. Và có cốc cày, cốc thái nè. Đó, giống như là cái chùm nhãn nè. À, cái chùm hoa của cây nhãn. Cốc cày, cốc thái đều có đầy đủ hết. Rồi cái bên thì có mận nữa. À, mận thì bên Ly có mận là mận xanh đường Sóc Trăng hoặc là mận hồng MT. Có những cây lớn đó nha, có những cây lớn và có những cái cây đang cho trái thì tùy theo quý bà con chúng ta có nhu cầu như thế nào thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Bên Ly sẽ tư vấn cho quý bà con chúng ta kỹ hơn. Còn đây là cây nho thân gỗ cỡ lớn của bên trung tâm cây giống nha. Đây là cây nho thân gỗ cỡ lớn. Cây nó đang hoa đang trái sum xuê luôn nè. Đó, đang hoa đang trái sum xuê luôn. Cây này lớn lắm. Cây gốc thì nó to bằng cái cổ chân ha, cái cổ chân nè. Cây này rất là lâu năm rồi nha bà con. Ly có 1 2 3 4 5 cây. 5 cây cỡ lớn nha. Rồi có cỡ nhỏ hơn đều có luôn nha. Nhưng mà Ly chia sẻ về cái cây to cho quý bà con chúng ta dễ tham khảo. Đó bây giờ đang lên cái cây mãng cầu sim nè. Đó, mãng cầu sim, mãng cầu gai cho chủ đầu tư luôn ha. Những cái cây to giống như thế này thì Ly sẽ thường xuyên đi là xe cẩu, đặng cẩu lên cẩu xuống á cho nó tiện. Rồi anh cũng có chốt thêm 2 cây sầu riêng này là sầu riêng Thái, cây lỡ của bên trung tâm cây giống luôn. Ở ngoài xa ngoài kia thì còn có dừa cũng có những cái đen thẳng trái nè, vú sữa mica cỡ lớn nè. Rồi có mận hoàng yến, mận ghép nhiều o. Lấy sẽ đi vào dạo vườn khu bên trong cho quý bà con chúng ta cùng xem ha. Đó, đây là cái cây quýt đường nè, quýt đường đang sẵn trái chuẩn bị lên xe luôn. Đó, quýt đường đang sẵn trái, cây lớn như thế này ha. Đó, những cái cây to như thế này quý bà con chúng ta trồng xuống thì nó sẽ hết ngay luôn. Trồng lên thì nó sẽ hình thành là cái khu vườn của mình nó có cây to luôn ha. Rồi có cây chôm chôm thì bên Ly có những cái cây nó đang có hoa luôn nha. Đây chôm chôm nó đang có hoa nè. Đó. Có hoa như vậy thì mình lấy về là nó sẽ tượng hình trái ngay thôi. Ở chùm ở trên nó còn nhiều hơn nữa kìa. Những cái cây mà nó đang có hoa như vậy là trên 2 năm tuổi là từ Ly con tàn lại đó. Trên 2 năm tuổi hết rồi. Rồi cái bên là có mận xanh đường nè, mận xanh đường Sóc Trăng ha. À, mận xanh đường Sóc Trăng, trái của cây ăn rất là ngon. Rồi cái bên nữa thì có mận hồng MT, rồi bưởi da xanh đang sẵn trái. Rồi khu bên trong là còn nhiều loại cây giống lắm, giống như vú sữa hoàng kim nè.
Sabo Mexico, Sabo Cần Thơ. Đa dạng về cây giống lắm nha, quýt đường không hạt cũng có luôn ha. Anh chị là chúng ta quan tâm thể loại cây giống như thế nào thì cứ việc liên hệ trung tâm cây giống Bali là nơi cung cấp cây giống cũng như là hỗ trợ kỹ thuật trồng nè, hỗ trợ kỹ thuật làm trái và có thiết kế sân vườn thì quý bà con chúng ta trồng khu nghỉ dưỡng nè, và có lắp đặt luôn cái hệ thống tưới tiêu luôn. Cô chú anh chị là chúng ta quan tâm có nhu cầu thể loại cây giống như thế nào thì cứ việc liên hệ trung tâm cây giống ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta vào 18:30 hàng ngày nha.